Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm gây sốt với ngoại hình lớn phỏng phao, còn diện vest bảnh bao vượt mặt ba. Ngoại hình ngày càng điển trai của quý tử nhà Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang khiến cộng đồng mạng xích xoa, là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Mọi động thái của Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều khiến dân tình chú ý. Hậu kết hôn, cặp vợ chồng này đã hạ sinh được một nhóc tỳ siêu cưng tên Bảo Bảo. Dù đã yêu nhau được một khoảng thời gian khá dài, ở thời điểm hiện tại cả hai vẫn thường xuyên tung hứng nhau trên mạng xã hội và thoải mái thể hiện tình cảm nơi đông người. Cho đến chiều ngày 9 tháng 4, trên trang Facebook cá nhân, Lương Thế Thành bất ngờ tung ra loạt ảnh khoe vẻ ngoài siêu bảnh bao của nhóc tỳ nhà mình. Đáng chú ý, khi được diện vest trông Bảo Bảo như trở thành một soái ca nhí thực thụ. Chưa kể thân hình lớn phỏng phao của cậu bé cũng khiến cư dân mạng phải xích xoa vì được ba mẹ nuôi dưỡng quá mát tay. Đến Lương Thế Thành cũng phải thừa nhận, xin lỗi các cô chú vì con đẹp trai hơn ba thành của con thôi. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành hết lời khen ngợi cho hình ảnh điển trai của nhóc tỳ nhà Lương Thế Thành. Có thể thấy, cứ theo đà này, chắc hẳn trong tương lai, không xa, cậu bé sẽ sớm trở thành một hot boy có lượng fan hùng hậu hơn cả bố mẹ mình. Thúy Diễm cùng con trai diễn thời trang. Ngày đầu tiên của tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, Việt Nam Junior Fashion Week có sự tham gia của nhiều sao Việt như Thúy Diễm, Xuân Lan, Khánh My và Khánh Đơn. Màn trình diễn của Thúy Diễm và con trai Bảo Bảo trong bộ sưu tập I'm a Prince nhận được sự quan tâm của khán giả. Có thể thấy con trai người đẹp này càng cao lớn và tự tin khi cùng mẹ sải bước trên sàn diễn. Ở mùa trước, Thúy Diễm cùng ông xã Lương Thế Thành dắt con trai đi diễn. Tuy nhiên, năm nay, nam diễn viên đang đi quay phim ở xa, nên chỉ có hai mẹ con sải bước trên sàn tách quốc. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thúy Diễm nếu ghen với Lương Thế Thành, thì chắc một năm phải ghen 365 ngày. Thúy Diễm nói cô không áp lực, thậm chí thấy thuận lợi nhiều hơn khi đóng phim cùng ông xã. Theo cô, làm việc cùng một bạn diễn mới, cô phải mất thời gian làm quen nhập vai. Trong khi đó, làm việc với Lương Thế Thành thì những bước ban đầu đó trôi qua rất nhanh. Thậm chí mình có thời gian ở gần nhau bàn bạc cách diễn cho nhân vật mới mẻ hơn. Dù vậy, người đẹp 8X hy vọng sẽ có cơ hội đóng cặp với những bạn diễn khác trong thời gian tới. Khi có những nam diễn viên giỏi về diễn xuất thì tôi cũng mong muốn sẽ có chung một tác phẩm nào đó, người đẹp nhấn mạnh. Nói về đời sống hôn nhân, Thúy Diễm khẳng định cô và Lương Thế Thành không bao giờ ghen với đối phương, bởi người đẹp thừa nhận nếu bà ghen thì cuộc sống của mình rất mệt mỏi, bởi vì cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ có những công việc riêng, tôi sẽ phải đóng với những bạn diễn khác. Anh Thành cũng vậy, nếu mà ghen thì chắc một năm tôi phải ghen 365 ngày. Thúy Diễm thấy bản thân may mắn hơn khi kết hôn. Sau khi về chung một nhà, cô và người bạn đời được khán giả yêu thương, ủng hộ nhiều hơn. Tôi sẽ không bao giờ diễn để mọi người nhìn vào thấy gia đình mình đang hạnh phúc. Trong những bộ phim tôi đã diễn quá nhiều rồi, nên trong cuộc sống đời thường tôi muốn mọi thứ phải thật nhất, đời nhất, cô khẳng định. Thúy Diễm đặt ra quy tắc mắt không thấy, tim không đau khi cô và Lương Thế Thành cùng hoạt động nghệ thuật. Do đó người đẹp gần như không xem những phân cảnh tình cảm mà chồng đóng với người khác. Tôi với anh Thành đã có những trường hợp đóng cùng phim nhưng không đóng cặp với nhau, và thế là ngồi chứng kiến chồng mình hôn cô kia. Tất nhiên mình phải giữ thái độ bình thản, vì nếu ghen thì chắc tôi đã không gìn giữ được gia đình, nữ diễn viên bộc bạch. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.